Các bạn, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ sản phẩm đã được bán rất chạy ở Sportman Shop. Đó là bộ kính 6x1. Vậy thế nào là 6x1? 6x1 là bạn có một chiếc kính cơ bản như này. Và năm chiếc mắt kính với năm màu khác nhau để thay đổi. Màu đen, màu vàng, màu bạc, màu nâu và màu xanh. Cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản thôi. Ở mỗi đầu chiếc mắt kính đều có hai cụm nam châm, ở giữa một chiếc gài, bạn chỉ được ấn nhẹ đã có ngay một chiếc mắt kính khác để thay đổi rồi, vô cùng thời trang và sành điệu. Bây giờ mình sẽ thay đổi chiếc mắt kính khác cho các bạn xem nhé. Đây là bộ mắt kính rất là phù hợp với giới trẻ, được ưa chuộng. Tất cả bộ sản phẩm này đều có thể ghép gọn trong một chiếc túi, vô cùng gọn gàng và tiện lợi, thích hợp cho việc mang đi du lịch. Bộ sản phẩm này trị giá 239.000 đồng. Chỉ với 239.000 đồng, các bạn nhớ nhé, chỉ với 239.000 đồng, các bạn đã có thể sở hữu một bộ sản phẩm vô cùng thời trang và sành điệu. Bạn nào muốn đặt hàng, chỉ cần để lại số điện thoại, bộ phận chăm sóc khách hàng bên mình sẽ trực tiếp tư vấn và liên hệ với các bạn. Xin cảm ơn.